Mến chào quý cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị mình quay lại với kênh YouTube Nhà Đất. Thì hiện tại anh chị, em đang đứng trước một căn nhà trên đường Cách Mạng, phường Tân Thành, quận Tân Phú mình nha anh chị. Đó, nhà một sẹt đường Cách Mạng. Căn nhà này á thì có diện tích là ngang 3m55, dài là 8m6 nha anh chị. Chỉ có giá là 3 tỷ 500 triệu thôi. Đây là đường trước nhà mình. Đường trước nhà mình hiện hữu thì nó khoảng tầm 2m rưỡi anh chị. Nhà thì diện tích 3m55, dài 8m6, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh rộng rãi thông thoáng. Đây là mình đi ra nè anh chị. Đó, mình ra đây cái quẹo. Nhà này là nhà một sẹt của đường Cách Mạng nha anh chị. Đây khúc này là cũng rộng rãi thông thoáng này đúng không anh chị? Anh chị đi thẳng đây sẽ ra được đường Cách Mạng ha. Phường Tân Thành, quận Tân Phú nha. Cái đoạn này á, lần tí em sẽ chạy ra ngay chỗ đường Cách Mạng này, em chạy ra đường Lý Văn Bích đó anh chị. Rất là gần luôn, rất là thuận tiện cho mình luôn. Đó anh chị, mình di chuyển đâu cũng rất là thuận tiện. Nằm ngay chỗ khu vực Lý Văn Bích nè, xích bên kia đường Thống Nhất, đường Vườn Lài đó anh chị. Nó nằm ngay khu vực đó. Này, mình đi vô nhà. Hiện tại á, thì nhà này đang cho thuê anh chị. Chủ nhà cũng đang cho thuê. Nên là mình có thể xem bên ngoài, gửi hình ảnh cho anh chị xem bên trong thôi. Nè. Nhà thì còn cũng khá là mới, anh chị mua về có thể ở được liền nha. Này là nhà mình nè, nó đem vài nảnh anh chị, chỉ có giá 3 tỷ 500 triệu thôi. Nhà trung tâm của quận Tân Phú luôn anh chị. Đó, nhà cũng rất là ok nha, anh chị mua về có thể ở được liền ha. Một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh rộng rãi thông thoáng nha. Đó, anh chị nào quan tâm căn này liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới 0949900589. Em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị. Đó, giờ bây giờ em sẽ chạy xe lên ra lại ngay chỗ đoạn Lý Văn Bích anh chị, để cho mình dễ hình dung ha. Này chị chạy đây ở đây tí nè. Đó, đường xá này nói chung là rất là ok. Đó, chị chạy tí xíu là nó sẽ ra lại tới đường Cách Mạng rồi. Đây là mặt tiền đường Cách Mạng nè, thấy không? Đây mặt tiền đường Cách Mạng nè anh chị. Đó, anh chị quẹo phải đường này thì mình sẽ ra lại đường Lý Văn Bích ha. Mình quẹo trái thì mình sẽ về lại đường Nguyễn Xuân Khoát ha. Nó ra Thống Nhất này kia rồi luôn anh chị. Này, trước mặt mình là Lý Văn Bích. Nếu anh chị quẹo trái Lý Văn Bích á, thì mình sẽ về lại ngay đoạn Âu Cơ, Trường Chinh, Cộng Hòa nha. Còn nếu mình quẹo phải á, thì mình sẽ ra lại Ủy ban nhân quận Tân Phú nè, Bệnh viện quận Tân Phú rồi anh chị. Xin cảm ơn anh chị đã xem hết video. Và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.